Ê, sợ ơi. Hello, xin chào mọi người. Đây là chuyến hành trình đi lấy lá sắn dây cho thỏ. Đây là lá sắn dây này mọi người. Thì thỏ nó cũng ăn nhiều loại lá lắm, rau đấy, các kiểu. Nhưng mà thế nào nhỉ? Ở loại lá này thì nó rất là thích ăn, dường như là lúc nào cho nó cũng nhao nhao giữa chết đói vậy. Đây này, đây là vườn của nhà ông mình, trước là hay lấy ở nhà nhưng mà lấy nhiều quá giờ nó hết rồi, nó chưa kịp mọc nên là chạy ra nhà ông xin. Thôi gặt nốt chỗ này nhỉ, đây ta sẽ gặt nốt chỗ này, ra đây gặt nhỉ, hay ra chỗ nào nó nhìn tươi tươi tí gặt. Gặt nhẹ một bao, đây, mình mang cả bao đi để đựng. Đây, nó kiếm chỗ để gọi là lấy cho dễ. Kỳ là nhiều. Cái này bắc thang nên hỏi ông trời. Mấy ngày qua thì mưa quá, mấy hôm nay được hưởng trời nó hửng nắng lên thì mới đi lấy được. Thôi bắt tay vào vặt thôi. Cái này thì nó cũng khá là dễ đây này, mỗi một cái cành của nó thì có ba lá đấy, đấy đây là nó dễ ra nhất. Ôi. Đó, ra là làm một tay này mà nó hơi dài tí thôi, đó cứ thế thôi. Nhưng mọi người cái thế mà gặp thôi. Nhà mình thì có nuôi 4 con chuột thôi, cũng khá là ít, nuôi gọi là thí điểm chứ trước giờ đã nuôi 3 giờ đâu. Giờ kiểu ở nhà đợi Tết nhưng mà thôi nuôi cứ chơi vài con nữa. 4 con mà ăn cũng nhiều phết đấy, ăn như thỏ vậy. Hái một tí thằng này thêm một nắm này được khoảng một bữa, mỗi ngày ăn cho sáng này, sáng hơn đến gần trưa này, đến đầu chiều này tối đêm 5 bữa liền. Thế sau từng cái bữa nhỏ chia nhỏ nhỏ ra thì nó đỡ bị luẩn quẩn, nó ăn đến đâu nó hết đến đấy thì nó không bị gọi là thức ăn thừa ấy, nó ấy ra chuồng, rơi ra chuồng nó bẩn chuồng. Chia nhiều bữa nó ăn đến đâu nó hết đến đấy, ít đỡ phải dọn luôn. Để gọn là tí tí cho vào bao. Khá là nhiều. Mỗi tội là nó trên cao này thì hơi khó lấy thôi. Làm một tay khó quá các bạn. Mở tay các bạn. Mình ở trên này buồn hết. Không có ai ở đây ạ. Cao quá trời, người ta bên này lấy nhỉ. Thôi, đổi địa điểm hái dậy, đổi địa điểm gặt lá. Ôi, nó leo lên cao quá trời. Út út này là bị chết này mọi người, rồi là tôi đấy nhỉ, này nó bị chết rồi nhỉ.
nó bị từ trước rồi. Nó leo lên hẳn cây chuối lên lần đây này. Tấm dây này để ông mình để làm gì nhỉ? Quên mất rồi. À, ở lấy củ để làm tinh bột sắn dây đó. À, nó không được ăn nên cũng quên rồi. Để pha, hình như là pha với nước, tinh bột sắn dây để pha với nước gặp ăn thì phải. À, không cần tinh bột đâu, để làm bột sắn dây. À, ngu quá, lâu không được ăn đến nên là quên hết rồi. Cái gì cũng phải hay động chạm đến thì không quên được, chứ còn để lâu lâu là quên hết sạch rồi. Quả sao rơi đen gió này. Nãy lên thì không thấy ai cả, chưa xin gì cả. Thôi tí về xin phóng được. Chơi kiểu hái trước rồi xin sau. Đó. Chơi đi đẹp tuần này là được có mấy phút. Thôi nhá, đây là tôi tắt video để tập trung vào hái đã nha. Hey, giờ đã về đến nhà. Định lấy thêm một lúc nữa nhưng mà trời mưa quá nên phải chạy thôi. Này, trời đang mưa rồi này. Hay là ở trên video không thấy không? Đây, sau khi đã về đến nhà thì cho mấy em ăn luôn. Bốn em nhá. Ý, con chuột nhá. Đây là hai đôi luôn. Đáng lẽ là chỉ mua một được ba cái thôi, nhưng mà không biết ngớ ngẩn là gì mà mua hẳn hai đôi nhỉ. Một sự ngu ngốc đáng yêu. Ăn đi. Buồn buồn ra đây xem thỏ ăn cũng vui phết. Nó cứ ngoài nhà chỗ mình mặc đồ ăn thì vẫn ở kia nhưng mà vẫn ra đây ngó cái. Có cái gì ăn đi. Một em chuột, mấy đồng nuôi một đôi chuột ấy, nhưng mà một em lạnh quá ra đi rồi nên là không có khả năng sinh đẻ nữa. Cô đơn một mình, lúc là nó ở cái chuồng riêng nhưng mà thấy nó một mình thì buồn quá thì cho nó ở trong chuồng thỏ luôn. Nó cũng ăn chung thôi, không có đánh nhau gì đâu. Mấy đứa này hiền lắm. Thôi tí hãy gọi qua cái chuồng, không bận lắm. Mấy đứa ăn nè. Ra đi chưa? Các cái ăn đi, mảnh gì ớt nó hiểu đấy, ớt hiểu đấy. Sao cảm giác mình nuôi sao nó bị bẩn thế nhỉ? Cảm giác nó cứ bị đứt bẩn thế nào ấy. Ướt quá. Đấy, chuột nhỉ. Hello. Chào bé. Không sao. Kiếm người nào cho nó ăn nhé. Cho nó ăn nhé. Khá dạng người luôn. Chỉ có lúc bắt nó thì nó hơi dãy thôi. Chắc là nó không thích bắt. Thế nào. Lúc nó ăn này. Thấy gì chưa. Đó. Đốt cho nó ăn bình thường luôn. Nào, tiếp theo. Chuột đâu? Chuột này nhát cực. Nó hay kêu nhưng mà nó khá là nhát. Mình không hiểu luôn. Bắt nó thì không như thỏ. Thỏ thì thúm cai phát là nó đi. Rồi, không thèm ăn của mình luôn này. Lỗi luôn rồi. Cây này nhìn nó tồi tàn quá nên nó không thèm ăn. Không thể thế được. Nào. Ăn ở đây này.
Trời lại mưa rồi. Đấy hôm nay mưa suốt à. Chắc đang đổi mùa, đang chuyển mùa rồi. Đấy. Cái này lắp. Lắp để đậy, lắp đây cực kỳ nặng. Nhưng nó không có lắp này nó nhảy ra luôn nhá. Ừ. Chuồng nó cao như này mà nó vẫn nhảy ra được mà. Đỏ ra đi. Cua. Thôi nhá. Xem đầy đủ rồi, xin chào mọi người.